Xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn ở trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì mình đang thăm lại cái vườn táo cuối cùng của mình đây. Thì hôm nay là vườn táo đã được dốc các bạn nhé. Dốc này là đó. Đã được dốc này, được đốn này. Tại sân bay nhé. Vườn táo là vườn táo mà đội mình đã được hỗ trợ để cây giống, cây táo, cây vườn táo của ở nhà nước rồi đó, nhưng mà hôm nay ra gọi là thu nốt. Còn chỗ này thì bên quân đội người ta cũng đang gọi là dốc lại. Còn thì các bác ấy làm gì thì mình cũng chưa rõ, còn cơ bản nhất là anh em mình thì đã vui vẻ và đã gọi là cầm tiền của nhà nước rồi để chấp hành nghiêm chỉnh, ok hết. Thì ra cũng chỉ chia sẻ với các bác là cách dọc, cách vạc táo thôi, và nói lại là cái cách để làm sao để trồng táo, làm táo vụ sau thôi. Còn cây táo đến thời điểm này thì đã được dốc rồi. Đó. Thế là cô với cả một chị với cả còn mấy người hoặc vườn dưới kia nữa hả chị? Mấy chiều nay nghỉ à? Thế thì ai chấm công cho mình? Tự chấm à? Thế này thì công cao rồi. Đó. Hôm qua hôm kia ra thì vẫn còn ok, nhưng hôm nay đã chặt gọi là cơ bản này. Dốc ở vườn bên dưới kia nữa à, dốc được hết rồi này các bạn này. Đó, đây thì về cách dốc nhé, thì cũng làm như mình thôi. Để các cô các chị là được gọi là hộ công để làm. Đây, đó là đậy vạc như này để nó tới nó ra mậm đây và nó làm cái cây ra đỡ, cũng giống như ở bên kia thôi. Đó. Còn thì ngày mai thì mình sẽ cho người ra đánh hết những cây táo nhỏ này, mình cũng đã xin phép rồi. Đây, cây táo nhỏ này là cây mà không được tính tiền, đội mình mang về trồng lại. Đó. Cũng một số đánh rồi này. Đó. Đó, đi thăm một lựa vòng luôn các bạn nhé. Đấy, còn thì ở đây thì những cây kim đào mật rồi đại các thứ là đội mình đợt tới cũng sẽ lấy hết, sẽ mang về hết tại đại gia đình mình luôn. Đấy, thì đã đánh được một số rồi. Còn là xuống dưới vườn táo này, giếng nước cái thứ thì đội mình cũng đang lấy lên nhé. Đó, táo đã vào gốc, đã thu. Đó, kim đào mật đây. Đấy, cành của nó đây, lá đây các bạn này. Đó. Các bạn nào mà lấy cành thì bảo luôn nhé, để mình cắt luôn nhé. Không là mai là hết cành luôn đấy, mai là khô hết luôn các bạn ạ. Đó. Đây. Còn đây là giếng nhà mình đây. Đây, khu dưới này người ta cũng đã vạc hết rồi. Đây là giếng này. Cái giếng này thì đó, đây các bạn này, chưa lấy giếng ra. 3 triệu nữa đó. Đó, còn đây cây vạc của đội mình đây. Cái chỗ dưới này là chưa lấy đến nhé, chỗ dưới này lại là không lấy đến này. Lấy ở đoạn giữa này, đây cái dây căng này các bạn này, đây chính là ranh giới này. Đó, đây cái ranh giới này, đây, dây này. Đó, cái ranh giới của cái vườn và của đất quốc phòng đây. Còn cây vạc đây, đó, đã vạc rồi. Gần chỗ này thì vẫn được thu năm tới, quan trọng là đường đi thế nào thôi. Đó, còn bây giờ thì mời các bạn lại ăn táo, từng quả táo mót nhé. Ngon quá. Quả kim đào mật đấy các bạn, quả kim đào mật này. Mời các bạn này. Ngon quá. Rồi, để lượm các bạn lên. Ở trên này thì là tới người ta sẽ xây bình lao các bạn ạ. Xây bình lao rồi xây cái tường bao quanh ấy,
Đấy, thì cũng chắc là nếu mà muốn làm ở dưới này cũng khó này. Đi lại qua để làm cũng khó. Nếu mà vạc xong thì nhìn cả cánh đồng, nhìn xuyên thấy nhau các bạn. Đấy, cây nó trơ hết nhưng mà khi mùa cây lên thì không nhìn thấy nhau. Một ngày vạc được bao cây em? Sáng nay được bao cây? Không đếm à? Cái tính ngày công là trả 300 à? Tầm đấy à? Cũng chưa mặc cá đâu mà đã làm rồi nhỉ? Vâng. Tóm lại là cứ có công việc làm là vâng, cứ có công việc làm là ok rồi. Thời buổi khó khăn. Thóc cao mà gạo thì kém. Và đấy thì có việc là làm rồi. Chặt phá đấy, còn của các bạn thì đã chặt phá chưa, còn của anh em mình thì thế đấy, còn của các bác anh chị cũng đã mang cây mang dốc về đây này, xuống đây chở xem ông anh chở, xem ông anh chở theo kiểu chiến trường đấy, phải chở thế này chở như ông Tám vừa rồi. Đấy, ôi, xe này chở hơn cả xe tải anh. Ui, dài. Cái cây này của anh 8 mét à? Đó, 5 mét rồi. Sao mà nhìn dài thế? Có... anh chở được hết chưa? Hả? Chở được hết chưa? Chưa, còn ít. Cây của ông 8 son đẹp nhỉ? Đây, đẹp như nhìn như cây của cây vào ấy. Bác cái này mới vụ vừa rồi phải không? Mới. Mới được. Đấy. Lại thu về đấy. Anh thời chỗ này làm chuyến này phải được 5 bó à? 6 bó. 6 bó. Được nhỉ. Ê. Còn không biết đường nào vào bên này. Đấy, vào đi, em giữ xe cho. Không biết đường nào vào. À, nếu mà nói xui rủi, nếu mà giả sử có nghiêng là không dài được đâu. Không nhảy được ra đâu. Thế, không để ngã được. Ngã mình cứ qua chân lên đi. Nổ máy đi. Rồi. Trở về đây. Bình thường như mọi năm là không vẫn được làm ấy, thì cứ để nguyên ở đống ruộng thôi, vẫn để nguyên trên cây không phải dỡ gì cả. Để nguyên như cái đám này này các bạn này. Đấy, nhưng năm nay thì là dỡ hết. Nặng không anh? Trồng chành lắm anh Thời ơi. Trồng chành lắm. Vâng, dài. Trở ra trở năm nay thì trở về hết. Để trả mà. Đó. Tình hình là cập nhật với các bạn là vườn táo đã thu hoạch nhé, đã dốc cây nhé và đang dốc cây nhé. Đó, thì cập nhật với các bạn các anh chị một chút như vậy. Hẹn mùa tới và hẹn vụ tới. Cái này các cô có được lấy củi không? Dọn cho thì các cô lấy củi. À lấy củi à? Đấy, củi và lá nhé. Lá táo các cô nếu mà ấy được ra mà thu bán được mấy nghìn cân đấy. Không có thời gian nhiều. Đang nắng này rất là đẹp. Cái nắng này lá táo chỉ như thế kia là rũ được rồi này. Rũ lá táo là bán như năm ngoái 5.000 cân đấy. Một ngày mà đập khéo là cũng được 2 tạ, cũng được tiền triệu đấy. Không làm lá táo quen à. Đấy, cành thì lấy củi đun. Quả thì bán thì không nói rồi. Cành thì lấy củi đây. Lá thì vẫn bán. Lá táo thì vẫn thu mua các bạn nhé. Đó, thôi cập nhật với các bạn đây. Dóc vỏ, chuẩn bị cho vụ tới thôi. Hẹn gặp lại các bạn các chị ở video clip tiếp theo. Cập nhật với các bạn chị tình hình như vậy.